thử âm thanh để chút xíu nữa muốn phá hoàng các bạn. Nhật lễ giờ qua đây ngồi dưới đất luôn các bạn ơi. Rồi giờ là đã kết nối được âm thanh rồi các bạn ơi. Rồi đó, tập hợp đầu tiên rồi. Đây là chiêu chào quan tài các bạn. Em ở trong sớm nha, chưa tập lần nào hết các bạn. Hỗ trợ tiếp gia đình để khiêng hàng các bạn. Echo quá echo. Delay rồi. Delay á, delay á. Alo. Rồi, ok. Danh hiệu của ta võ tướng Đại Sơn Dương. Hàng ngày ta dạo khắp chân luôn. Ai qua lại ta thu tiền hại đồ. Lấy cửa để giúp người nghèo. Ngân ta gặp được muôn dân trọng. Còn sau đó ta kể ta đi. Đợi theo công sư làm chi cũng phải giúp đỡ. Chứ thôi, tôi không bán quyền. Chúng ta thật cầu liệu nguyện chân ngôn
Dạ mấy anh em càng tay mình đang chờ chút xíu không có pháo hoàng xâm vô thổi các bạn. Này miền này em phải cầm cặp thằng rút bây giờ trong khám quan từng chân trả cho We'll be right back.
Thank you.